Sau lễ ra quân, hơn 200 tổ tuần tra lưu động kiểm soát việc thực hiện chủ trương tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó của Công an thành phố, Công an các quận, huyện triển khai công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả các vi phạm của cơ quan nhà nước, các đơn vị, lực lượng trong quá trình làm nhiệm vụ nếu ra đường không đúng chức trách, nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau 8 giờ sáng nay, trên các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng đã vắng người qua lại. 10 tổ tuần tra lưu động Công an quận Hải Châu được lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Tại ngã năm Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm, tổ công tác số 1 đã ra hiệu tạm dừng 2 xe mô tô đang lưu thông trên đường. Qua kiểm tra, họ chứng minh được việc đi tiêm vaccine về muộn. Đến 8 giờ 30 phút, trên các đường phố trung tâm quận Hải Châu, hàng ngày tấp nập người qua lại, nay không có người và phương tiện lưu thông. Trước bến xe trung tâm Đà Nẵng, nơi giáp ranh địa bàn hai quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, các chốt kiểm soát cố định đã mở ra nhưng không thấy người qua lại. Cái đường này rất là đông, về đường chính mà ngày nào cũng đi qua đi lại rất là đông, nhưng riêng sáng nay theo chỉ thị thì tuân thủ là rất là tốt. Tôi cũng rất là mừng. Không chỉ vắng người trên các tuyến đường trung tâm thành phố, mà trong các kiệt hẻm, ngõ xóm, các xã của huyện Hòa Vang hôm nay cũng vậy. Người dân cho biết, qua phương tiện thông tin đại chúng công bố, ngày 16 tháng 8, toàn thành phố bắt đầu thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trong 7 ngày cao điểm để phòng chống COVID-19. Nên mọi người thực hiện nghiêm túc để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ thị của thành phố cấm luôn là người dân phải chấp hành nghiêm, là không được ra đường. Ra đường là phải chịu những cái hình phạt của thành phố đưa ra. Để đạt được mục tiêu ai ở đâu thì ở đó trong 7 ngày giãn cách, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh, chính quyền các địa phương đã tăng cường vận động người dân đồng hành cùng thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh dưới nhiều hình thức. Công an quận Liên Chiểu đã thành lập 22 tổ công tác, tổ chức tuyên truyền tận khu dân cư, giao cho cảnh sát khu vực và tổ COVID cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà và mong muốn không ai vi phạm. Một số trường hợp là có thể người ta ra đường trong cái thời gian đúng 8 giờ của ngày hôm nay, thì lực lượng công an chúng tôi cũng đã tiến hành tổ chức tuyên truyền mạnh và đồng thời cứ lấy cái tinh thần trách nhiệm là vận động vẫn là chính, hạn chế cái việc người dân vi phạm và hạn chế cái việc xử lý đối với nhân dân. Đó là cái điểm tối ưu nhất đối với lực lượng công an chúng tôi. Với quyết tâm cao, cùng các lực lượng phối hợp công an thành phố đã đồng lòng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng với chính quyền và nhân dân thành phố phòng chống dịch để 7 ngày vàng trôi qua đạt hiệu quả tích cực, sớm phát hiện F0, tách ra khỏi cộng đồng. Tới thời điểm bây giờ thì tôi điểm ra toàn thành phố và đặc biệt là quận Liên Chiểu. Nhìn chung là người dân chấp hành rất là tốt. Trong các tuyến đường, đặc biệt là vào những khu dân cư thì thấy phải nói là cũng phải là chấp hành rất là tốt. Và hiện nay là lực lượng công an đang tổ chức tuần tra trên khắp các địa bàn thành phố. Trong kế hoạch của thành phố để triển khai thực hiện đến cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc cái quyết định của Ủy ban thành phố. Đây được xem là biện pháp rất mạnh mà chính quyền thành phố thực hiện từ trước đến nay nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh để thành phố trở lại cuộc sống bình thường.